Và một lần nữa, xin mời anh An Khoa sẽ đến, ca sĩ An Khoa đến để trình diễn với chúng ta trong buổi tối. Cảm ơn mục sư Joshua Dương, mục sư rất là trẻ trung và rất là các bạn có thấy rất là giỏi về những chương trình ca nhạc cũng như chương trình phát huy truyền giáo của Hội Tin Lành. Trong đây anh Khoa thấy có rất nhiều bạn thân vương của anh Khoa, như là mục sư Cứu Hoa Khôi Kim Vương, cũng là bạn học của anh Khoa từ xưa. Trong đây cũng thấy gia đình anh Khoa như anh Bảo Ca, Tô Uyên, là em của ca sĩ Khánh Ly, cũng như là tất cả những bạn bè thân thương, anh em trong ban nhạc đã biết được cũng mười mấy năm nay, đã từng giữ và đánh cho Khoa những buổi ca nhạc flamenco rất là hay. Các bạn xin mời các bạn, vì chương trình hôm nay là các đốt màu của Đức Thượng Đế của chúng ta, Ngài đã ban ơn cho chúng ta, và anh Khoa xin mến bác tất cả các anh chị em, các mục sư của những hội Tin Lành nhạc phẩm Bridge Over Troubled Water. When you worry, feeling small, when tears are in your eyes, I will try them. I'm on your side. Oh, one time you get hurt, when friends are just be found like a bridge troubled water, I will lay me down like a bridge troubled water, I will lay me down. When you down, when you're in the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your call. Oh, when darkness comes, when pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me water.
phẩm này là nhạc phẩm là vì đêm nay là đêm dâng hiến cho Chúa nên anh Khoa là không có giờ chơi ban nhạc trước, nhưng mà cái lòng nguyện của mình là một nhạc phẩm rất là có thể nói là xin Chúa đem tới bình an cho cuộc sống sôi nổi và đầy đau khổ của chân dân. Sau đây là một nhạc phẩm mà anh Khoa sáng tác, nhạc phẩm với tên là Kỷ niệm Memories. Stop.
trở lại, tài xế công việc. Oh yes, yes, when love went wrong. Xin mến xin các bạn cho tràng pháo tay rất lớn đón mừng một nhạc sĩ cũng là người em rất là dễ thương, đó là cũng là một người rất là sùng đạo trong thờ thánh tinh lành chúng ta, đó là em trai của anh Khoa. Xin các bạn cho nhạc sĩ Trương Ngọc Trinh sẽ trình bày một vài bài nhạc phẩm Trương Ngọc Trinh sáng tác. Và sau đây sẽ có ca sĩ Y Tố Uyên lên giúp vui với chúng ta, cũng như là anh Tạ Tính sẽ lên giúp vui, cũng như là nhạc sĩ và ca sĩ Hoàng Thi, Andrew Thi sẽ lên giúp vui với chúng ta đêm nay. Chúng ta có rất nhiều ca nghệ sĩ lên giúp vui với anh em chúng ta đêm nay. Rồi, cảm ơn ca sĩ An Khoa thật nhiều. Chúng ta trong một lần nữa cho anh một tràng pháo tay thật là lớn nha. Cảm ơn anh thật nhiều. Một lần nữa xin cho chúng ta ca sĩ David một tràng pháo tay rất là nhiều với cái tác phẩm sáng tác của anh trong buổi tối này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư và cảm ơn tất cả quý vị trong tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa cho David cũng nhiều năm được đi được quanh lại đây để có cơ hội hát tôn vinh Chúa ca khúc My Life Belongs to You. David sẽ hoàn thành đĩa CD trong tuần tới. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị. Đây là một bài hát mới, chưa có sự tập dượt, nhưng chúng ta là con cái Chúa sẽ biểu diễn và trình diễn để cho Chúa nghe, với Holy Spirit sẽ ở cùng với chúng ta với con nhà. Would you know I'm waiting for you?
Và kế tiếp thì chúng ta sẽ có một cái chương trình và biểu diễn bởi anh ca sĩ Hoàng Thi. Anh Thi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị tối hôm nay và đặc biệt là quý mục sư. Hôm qua thì anh Thi kẹt ở New York bị thunderstorm nên là máy bay đình trệ, nhưng mà sau đó không biết là ở lại New York bao lâu, nhưng mà cú điện thoại của anh Khoa nói là ngày mai có buổi văn nghệ, mời anh Thi tới để mà đóng góp, không có nói là chương trình gì cả. Và hy vọng là bữa nay tới tưởng là có show nhạc hay gì, nhưng mà rất là cảm ơn Chúa là tối hôm nay sau khi nhận lời của anh Khoa thì tự nhiên là Chúa cho chiếc máy bay nó bay đi để được đi dự tối hôm nay, thì mới biết đây là toàn là gà nhà với nhau không. Thiệt sự ra trong nhà thờ thì ai cũng biết Thi là Thi Ân, trong nhà ai cũng tên Ân hết, nên là khi mà đi ra ngoài thì nó lấy tên là anh Thi. Nên gửi lên quý vị một nhạc phẩm thánh ca lớn bấy duy ngài. Xin mời các anh bạn nhạc. Oh my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world I have made. I see the star, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, my Savior God to thee. Shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart, and then shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art, and sing our soul, my Savior God, to thee, how great thou art.
giơ tay trong Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi làm cao xuống bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe một tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây tiếng của Chúa ơi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đưa Chúa trời, lớn vai duy Ngài, nguyện bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đưa Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao cao quyền oai. Khi tôi lên ngọn, non cao trong xuống dưới vực thẳm, suối dốc rách rẽo, hòa thấu khung ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chút có mọc xanh, diêu dê tiếng chi, hòa hạ khung ca thanh bình. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đưa Chúa trời, lớn bay duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi đưa Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Amen. Chúng ta tạ chúc. Thì chúng ta cho một tràng pháo tay và chúng ta mời anh ca sĩ Tạ Tiến Chí để trình diễn trong buổi tối hôm nay. Để cầu xin Thiên Chúa luôn mặt bình an cho chúng ta hôm nay và để có vui một nhạc phẩm tình ca của nhạc sĩ Ngô Thụy Niên, xin quý vị nghe niệm phút cuối. Yeah.
trong